Cô xin chào các em. Bài học của chúng ta hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các em đoạn trích tiếp theo trong truyền kiều của Đại Thi Hào Nguyễn Du. Đó là đoạn trích Chí Khí Anh Hùng. Thế nhưng, chúng ta đi vào tìm hiểu chung. Các em à, khi tiếp cận với một trích đoạn nào trong tác phẩm văn học thì việc đầu tiên em cần tìm hiểu vị trí và bối cảnh của đoạn trích. Trong đoạn trích này, vị trí của đoạn trích Chí Khí Anh Hùng từ câu 2213 đến câu 2230 trên 3254 câu thơ lục bát của truyền Kiều. Cuộc đời Kiều tưởng như hoàn toàn bế tắc khi lần thứ hai rơi vào lòng xanh thì Từ Hải bỗng xuất hiện và đưa Kiều thoát khỏi cảnh ô nhục. Sau nửa năm chung sống hạnh phúc bên cạnh nàng Kiều tài sắc, Từ Hải muốn có sự nghiệp lớn nên đã từ biệt Thúy Kiều ra đi. Em có thể tìm hiểu về ý nghĩa nhan đề của đoạn trích. Em hiểu ý nghĩa nhan đề của đoạn trích như thế nào? Chúng ta đi ý hai, ý nghĩa nhan đề. Chí khí anh hùng. Chí là lý tưởng, là mục đích cao cả hướng tới. Khí là bản lĩnh, nghị lực để đạt mục đích. Chí khí anh hùng nghĩa là có lý tưởng và bản lĩnh hơn người. Cô có thể giới thiệu thêm cho các em một chút về Thúy Kiều và những cuộc chia tay trong cuộc đời của nàng. Lần chia tay thứ nhất với Kim Trọng, đó là mối tình đầu của Thúy Kiều, rất là tha thiết, sâu nặng. Thúy Kiều và Kim Trọng chia tay nhau khi Kim Trọng phải về Liêu Dương chịu tang cho chú. Cuộc chia tay ngậm ngùi, thương nhớ, buộc Yên cưỡi gánh vội, quẩy gánh vội vàng, mối sầu sẽ nửa bước đường kia ai. Và cuộc chia tay lần thứ hai với Thúc Sinh. Thúc Sinh chuộc Thúy Kiều ra khỏi lầu xanh lần thứ nhất và nhận Thúy Kiều làm vợ lẽ. Cuộc chia tay giữa Thúc Sinh và Thúy Kiều để Thúc Sinh về thăm Hoàng Thư là người vợ cả của mình. Lần chia tay này, Thúy Kiều dự cảm về những điều chẳng lành. Vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dòng trường. Và lần chia tay thứ ba trong cuộc đời của Thúy Kiều với Từ Hải, có lẽ lần chia tay lần này với Từ Hải có ý nghĩa sâu sắc với Thúy Kiều. Trai anh hùng, gái thuyền quyên, Từ Hải chia tay Thúy Kiều để lên đường vì sự nghiệp của người anh hùng, quyết lời dứt áo ra đi, gió mây bằng đã đến kỳ dặm khơi. Các em cùng cô đọc đoạn thơ nha. Nửa năm hương lửa đương nồng, trường phu thoát đã đồng lòng bốn phương. Trong vời trời bể mênh mang, thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong. Nàng đàn phần gái chữ tòng, chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi. Từ rằng tâm phúc thương tri, sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình. Bao giờ mười vàng tinh binh, tiếng chiên dậy đất bóng tinh rợp đường, làm cho rõ mặt phi thường, bây giờ ta sẽ giúp nàng nghi gia. Bằng nay bốn bể không nhà, theo càng thêm bận, biết là đi đâu. Đành lòng chờ đó ít lâu, chạy chăng là một năm sau vội gì. Quyết lời dứt áo ra đi, gió mây bằng đã đến kỳ dặm khơi. Cái mà trong cái đoạn trích này có 18 câu. Vậy thì nếu có thể chia đoạn trích này ra thành những đoạn nhỏ, các em có thể chia như thế nào? Chúng ta dễ dàng nhận thấy ở 4 câu đầu tiên của đoạn trích, và ta tạm gọi ý chính là hoàn cảnh và khát vọng của người anh hùng qua ngôn ngữ của tác giả. Đoạn tiếp theo là 12 câu. Đó là lời đối thoại giữa Thúy Kiều và Từ Hải, và hai câu còn lại trong đoạn thơ. Từ Hải tư thế lên đường.
Và trọng tâm của đoạn trích này, các em cố gắng cảm nhận được hình tượng người anh hùng Tự Hải và nghệ thuật xây dựng người anh hùng đó như thế nào. À, cô hỏi thêm với em, em biết những câu thơ ngoài đoạn trích chiếc anh hùng mà Nguyễn Du giới thiệu về Tự Hải. Râu hùng hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng thân mười thước cao, đường đường một đấng anh hào, quân quyền hương sức lượt theo gồm tài. Đồi trời đạp đất ở đời, họ Từ tên Hải vốn người Việt Đông, giang hồ quen thói vẫy vùng, gương đàn nửa gánh non sông một chèo. Các em thấy Tự Hải giới thiệu về người anh hùng, xin lỗi, Nguyễn Du giới thiệu về người anh hùng Tự Hải với dung mạo và tài năng phi thường. Để ta tìm hiểu về hình tượng người anh hùng Tự Hải qua đoạn trích chiếc anh hùng, thấy được Nguyễn Du thể hiện điều đó như thế nào. Ta đi vào cái ý chính thứ nhất, để cảm nhận về hình tượng người anh hùng Tự Hải, kem tìm hiểu về hoàn cảnh và khát vọng qua ngôn ngữ của tác giả. Và hoàn cảnh như thế nào? Tại sao gọi là hoàn cảnh? Nửa năm hương lửa đương nồng. Nửa năm tức là từ thời gian Tự Hải sống chung, sống hạnh phúc bên nàng kiều tài sắc được thời gian nửa năm. Hương lửa đó là cái tôi chỉ về tình yêu và lời thề nguyền của đôi lứa thủy chung. Kem xem thêm chú thích ở sách giáo khoa. Thời gian ngắn ngủi giữa lúc hương lửa đương nồng, trong hoàn cảnh ấy rất dễ tác động đến người trong cuộc, dễ nặng lòng nhục chí. Người xưa có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tự Hải tuy là người rất phi phàm nhưng Tự Hải cũng là con người, và trong hoàn cảnh đó ta cảm thấy khát vọng của người anh hùng thể hiện nổi bật hơn về hình tượng người anh hùng và chí khí của Tự Hải. Trường phu thoát đã đồng lòng bốn phương, trong vời trời bể mênh mang, thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong. Em hãy tìm những từ ngữ thể hiện sự trân trọng, kính phục của Nguyễn Du với Tự Hải và cho biết hàm nghĩa của những từ ngữ đó. Trường phu thoát đã đồng lòng bốn phương. Trường phu tức là chỉ người đàn ông có chí lớn với sắc thái tôn sưng và cảm hứng người ca kính phục. Và trong những câu thơ về ngôn ngữ của tác giả, trong bốn câu thơ đầu, theo em thì những cử chỉ hành động nào của Tự Hải được Nguyễn Du ca ngợi? Thoát là có sự thay đổi nhanh chóng và bất ngờ. Lòng bốn phương tức là chỉ con người của thiên hà, của thế giới, thể hiện cái chí nguyện lập công danh và sự nghiệp. Trong vời trời bể mênh mang chỉ về cái tầm nhìn xa trong rồng của người anh hùng. Thanh gươm y ngựa, hình ảnh ẩn dụ về người anh hùng trong văn học trung đại. Từ thẳng rong liền một mạch tức là việc ra đi dứt khoát và cương quyết. Đặt nhân vật trong hoàn cảnh có thử thách giữa tình riêng và chí làm trai. Nửa năm hương lửa đương nồng, trường phu thoát đã đồng lòng bốn phương. Chúng ta càng hiểu hơn nữa, tác giả Nguyễn Du đã bộc lộ cảm hứng người ca trân trọng, kính phục, chí khí khát vọng lớn lao của người anh hùng Tự Hải trong tư thế sẵn sàng lên đường quyết mưu sự nghiệp lớn. Nghệ thuật miêu tả mang vẻ đẹp ước lệ tượng trưng của văn học trung đại. Nhà phê bình Hoài Thanh có viết về điều này, về nhân vật Tự Hải: con người này quả không phải là người của một nhà, một họ, một xóm, một làng, mà là người của đất trời, của bốn phương. Các em sẽ đi qua đoạn thứ hai, đó là lời đối thoại giữa Thúy Kiều và Tự Hải. Hình tượng
Người anh hùng Từ Hải được tác giả thể hiện rõ nét qua lời đối thoại giữa Thúy Kiều và Từ Hải lúc chia tay. Lời của Thúy Kiều: nàng rằng phần gái chữ tòng chàng đi, thiếp cũng một lòng xin đi. Chữ tòng Đào Nho quy định đó là tam tòng, nghĩa là người phụ nữ ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con. Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi, phần gái thì phải theo chồng. Tài gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Và trong cái mùa nỗi lòng của Thúy Kiều một lòng xin đi còn có một hàm ý khác. Thúy Kiều có quyết tâm cao muốn được cùng chia sẻ tình tri kỷ và gánh vác trách nhiệm với chồng. Lời của Từ Hải nói với Thúy Kiều: từ rằng tâm phúc tương tri, sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình? Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình? Em hãy cảm nhận trong câu thơ Từ Hải hỏi Thúy Kiều có những cung bậc cảm xúc nào? Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình? Ta nghe thấy như có một lời khuyên: tâm phúc tương tri, tâm là lòng, phúc là già, nghĩa là hai người đã hiểu lòng già của nhau, sâu sắc là tri kỷ. Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình? Là câu hỏi, nhưng vừa hỏi, vừa khuyên, vừa có ý như trách, vừa đồng viên an ủi Kiều cần phải biết vượt lên tình riêng để xứng đáng là vợ của một bậc trượng phu. Lời khuyên cho thấy Từ Hải vừa thấu hiểu, vừa chân tình. Và không chỉ là lời khuyên mà còn là một lời hứa: bao giờ mười vàng tinh binh, tiếng chiêng dậy đất, bóng tinh rập trường. Những hình ảnh liệt kê về những hình ảnh sống động và cụ thể, Từ Hải khẳng định sẽ lập công danh rạng rỡ, làm cho rõ mặt phi thường một hình ảnh hoáng dù. Từ Hải cũng khẳng định tài năng xuất chúng và tin vào tài năng của mình. Bây giờ ta sẽ rước nàng ghi gia, một lời hẹn ước trang trọng và thiêng liêng của Từ Hải dành cho Thúy Kiều. Chày chăng là một năm sau vội gì, lời nói quyết đoán khẳng định niềm tin sâu sắc sẽ lập công danh sự nghiệp chí lớn chỉ sau một năm. Theo em, khi ca ngợi chí khí của người anh hùng Từ Hải, Nguyễn Du chú ý đến sự thống nhất trong những phẩm chất nào? Cuộc chia tay không bình định, lưu luyến, thái độ cử chỉ mạnh mẽ, không để tình cảm lung lạc ý chí. Nguyễn Du ca ngợi chí khí của người anh hùng Từ Hải có sự thống nhất giữa khát vọng phi thường và tình gia đình, vợ chồng, tình tri kỷ. Và hình tượng người anh hùng Từ Hải còn thể hiện rõ nét ở hai câu cuối của đoạn thơ: Từ Hải tư thế lên đường, quyết lời dứt áo ra đi, gió mây bằng đã đến kỳ dằn hơi. Quyết lời dứt áo nghĩa là lời nói dứt khoát và hành động cương quyết. Theo em, hình ảnh chim bằng có ý nghĩa gì trong câu thơ gió mây bằng đã đến kỳ dằn hơi? Bằng theo chú thích ở sách giáo khoa, các em xem thêm nhé. Chim bằng là một loài chim lớn. Theo trường ngôn xưa, chim bằng tượng trưng cho những người anh hùng có bản lĩnh phi thường, khao khát làm nên sự nghiệp lớn. Hình ảnh ẩn dụ Từ Hải như cánh chim bằng bay lên cùng gió mây, thì một tầm vóc kỳ vĩ và khát vọng phi thường. Nguyễn Du đã lý tưởng hóa nhân vật. Từ Hải là hình tượng người anh hùng thì khát vọng, ước mơ về tự do công lý khi xã hội phong kiến đương thời còn nhiều ngang trái, bất công. Cái hình ảnh đó chỉ là hình ảnh minh họa
Về tuổi Hải, nếu mây bằng đã định kỳ nhằm khơi, các em đi thần tổng kết bài học. Giá trị nội dung của đoạn trích câu hỏi các em để mình tổng kết bài bài. Em hãy cho biết quan niệm về người anh hùng của Nguyễn Du như thế nào? Cô nhắc lại câu hỏi. Em hãy cho biết quan niệm về người anh hùng của Nguyễn Du như thế nào? Đoạn trích ca ngợi chí khí của người anh hùng Từ Hải, thể hiện khát vọng, ước mơ về tự do và công lý của Nguyễn Du trong cảnh đời ngột ngạt bất công của xã hội phong kiến đương thời. Từ Hải là nơi gửi gắm lý tưởng, quan niệm anh hùng của tác giả với thái độ trân trọng, cảm phục. Chọc trời quấy nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Truyền kiều. Giá trị về nghệ thuật. Để hiểu về giá trị, tôi tổng kết về giá trị nghệ thuật thì câu hỏi các em. Theo em, nét nổi bật trong nghệ thuật miêu tả nhân vật Từ Hải của Du là gì? Cô nhắc lại câu hỏi để các em tổng kết về giá trị nghệ thuật. Theo em, nét nổi bật trong nghệ thuật miêu tả nhân vật Từ Hải của Nguyễn Du là gì? Hình tượng nhân vật có tính ước lệ tượng trưng, con người mang tầm vóc vũ trụ. Từ ngữ được tác giả sử dụng rất trang trọng, mang sắc thái tôn xưng. Hình ảnh nghệ thuật miêu tả theo khuynh hướng lý tưởng hóa. Và thứ tư là tiếp phần luyện tập. Với bài học này, các em lập dạng ý chi tiết vào vở tự học như các em đã thường làm. Và các em cố gắng học thuộc đoạn trích chí khí anh hùng. Bởi vì trọng tâm chương trình văn bản của học kỳ 2 đó là phần tác phẩm truyền kiều của Nguyễn Du và những đoạn trích ở sách giáo khoa. Các em có thể đọc thêm những cái phần đọc bài, những đoạn trích đọc thêm trong truyền kiều của Nguyễn Du, đó là đoạn trích thề nguyện nổi tương mình. Và đề bài để các em lập dạng ý chi tiết là em hãy cảm nhận hình tượng Từ Hải qua đoạn thơ chí khí anh hùng, trích truyền kiều của Nguyễn Du. Và bây giờ thì các em sẽ, cô muốn các em làm một cái bài tập trả lời. Các em có thể ghi câu hỏi và trả lời nhanh để mình nhớ lại cái kiến thức mà chúng ta vừa trao đổi. Đọc đoạn thơ chí khí anh hùng và trả lời cái câu hỏi dưới đây. Câu thứ nhất: em hãy tìm những từ ngữ thể hiện sự trân trọng, kính phục của Nguyễn Du với Từ Hải và cho biết hàm nghĩa của những từ ngữ đó. Câu số 2: hình ảnh nào thường gắn với cuộc đời của người anh hùng trong khoa học trung đại? Hãy giải thích ý nghĩa của những hình ảnh ấy. Và câu thứ 3: những cử chỉ hành động nào của Từ Hải được Nguyễn Du ca ngợi? Và câu cuối cùng trong phần luyện tập trả lời nhanh ở lớp. Okay. Qua việc tìm hiểu những yếu tố trên, em hiểu đặc trưng nghệ thuật trong việc miêu tả nhân vật Từ Hải và quan niệm người anh hùng của Nguyễn Du như thế nào? Bài học hôm nay của chúng ta đến đây, cô xin tạm dừng. Cô mong các em cố gắng chăm chỉ ôn lại bài và luyện tập. Với đoạn trích chí khí anh hùng, các em cố gắng học tụ đoạn trích và lập dạng ý chi tiết, cảm nhận về hình tượng người anh hùng Từ Hải. Cô xin chào các em và hẹn là các em ngày chúng ta trở lại trường sớm nhất. Xin chào các em. Và con xin kết thúc bài giảng ở đây.